Hướng dẫn nhanh cách lắp đặt baga MV cho Winner X. Để lắp đặt một cái baga cho Winner X thì bên mình sẽ phải mua một cái baga MV trước nha. Bên mình có bán luôn. Rồi, ở đây là sẽ phải tháo cái tay dắt ra và tháo luôn cái bộ phận ở phía sau. Cái này tùy theo mỗi bản xe. Trong hình á, là chiếc Winner V3 thì các bạn tháo khá là dễ nhé. Còn đối với chiếc Winner V2 á, thì các bạn phải mở cả hai bên bừng thì mới gắn được. Còn đấy thì các bạn chỉ cần gắn những cái ốc mà hàng là cho sẵn rồi. Lưu ý cho các bạn là Winner X có thể gắn cho Winner V1. Còn Winner V1 thì sẽ không gắn được cho Winner X nhé. Tại vì nó sẽ thiếu một cái part. Cái part này nó sẽ nối vào cái đèn á. Thì bạn nào mở ra rồi thì sẽ thấy nó sẽ gắn vào cái đèn. Nên là các bạn sẽ cần bắt buộc là phải có một bộ part để gắn riêng ra. Trong video là mình đang sử dụng cái đế MP70N. Đế này là thường sử dụng cho các cái thùng mà trên 34 lít nha các bạn. Trên 34 lít, còn dưới 34 lít thì các bạn có thể dùng cái đế thùng khác. Ở đây thì sẽ có hai con chêm. Hai con chêm mình sẽ lắp ngược nhau nhá. Hai con sau mình hay để dọc, còn hai con trước mình sẽ để ngang. Cái này thì tùy theo nhu cầu sử dụng của các bạn. Ví dụ như các bạn đi nhiều người á, ba người đi, có em bé đi thì các bạn có thể rơi ra sau. Còn không thì các bạn cứ rơi ra phía trước giùm mình nhá. Khi các bạn gắn với phía trước á, thì cái độ lắc của xe sẽ đỡ hơn. Bạn nào cần baga tải trọng lớn hơn á, thì có thể sử dụng màu HRV nhé. HRV thì giá hiện tại là hơn 1 triệu. Các bạn có thắc mắc gì thì có comment ở bên dưới nhé.